Xin chào các bác, em giới thiệu các bác con lọc khí Panasonic ngon bổ rẻ. Một cái con máy khá là đẹp. Trước này thì em bán là 900.000 các bác nhé, 900.000. Các bác dùng cho phòng nhỏ nhỏ xinh xinh, phòng ngủ vừa vừa. Đây. Sản xuất năm 2015. Đây. 52W, các bác dùng cho phòng khoảng 20-25m2 nhé. 20-25m2 đổ lại. Là dùng phòng ngủ khá là ok đấy. 900.000 thôi ạ. Máy có Econavi tiết kiệm điện, báo bụi mịn 2.5 PM, khóa trẻ em giữ 3 giây. Đấy, đấy. Có chế độ khử mùi nhanh, báo 3 cấp độ ẩm, yếu, trung bình, độ ẩm thích hợp, độ ẩm cao, các tốc độ lọc, tắt bật nguồn, đấy, báo nano. Đã đầu với nạp điện 220V. Con này thì màng zin của nó vẫn còn rất là đẹp, tốt các bác nhé. Màng zin vẫn còn rất ok, đẹp. Màng zin theo máy nó tích hợp than luôn ở trong này đấy. Đây là than trong này. Đấy, màng còn rất là ok nhé. Cái trước này thì nó bị một cái ngoàm ở đây. Nó bị gãy mất một cái chốt ở đây nhé. Thì các bác về tự chế hoặc là khi các bác cài về đây thì các bác dính tệ băng dính vào. Đây, mình dính thì băng dính hay cái gì đó vào đây, băng dính hai mặt hoặc là cái loại băng dính xốp ấy, băng dính nhẹ đây là được. Đấy, nó gãy một cái chốt đây thì em báo tình trạng như vậy. Không thì lúc các bác nhận máy lại bảo là nó gãy không báo. Đấy, cái này nó rất là lỏng. Đấy, thì các bác cho một tí cái băng dính keo vào đây thôi, mình đặt lên mình dính vào đây là mình dùng, bao giờ mình thích thì mình bóc ra. Vì cái này rất ít khi phải mở, 1-2 tháng vệ sinh là có cả bù ẩm các bác nhá. Mang tạo ẩm còn như mới tinh này. Rất là xốp luôn, nhưng mà chưa dùng. Nếu một con máy đầy đủ, riêng nó với hàng Nhật nội địa thì lúc nào nó cũng phải có bùa, nó là cái tiêu chuẩn tối thiểu của hàng Nhật rồi. 1 triệu thôi, có một con duy nhất thôi. Con nào phù hợp thì các bác alo cho em. Chào các bác.